Xin chào, hôm nay mình luận giải lá số cho anh Nguyễn, sinh vào ngày 20 tháng 1 1972 Tân Hợi, sinh vào giờ Thân. Vậy đây là cái mẫu người thân cư quan lộ đấy. Đây là cái mẫu người mà đấy, họ rất là chăm chỉ ở trong cái công việc, cái mẫu người luôn tay luôn chân. Thân cư quan mà người ta rất là quan trọng cái vấn đề công danh sự nghiệp, cái mẫu người tận tâm tận lực ở trong công việc đấy. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng chế, mẫu người thân cư quan cũng là cái mẫu người chăm chỉ vất vả. Khi mà mệnh lại có cái bộ sao thiên mã nữa, mệnh của anh cái bộ sao chính tinh là bộ sao thiên tướng đóng ở cung tỵ, đối cung thì sẽ có bộ sao vũ phá. Vậy khi thiên tướng đóng ở cung mệnh đấy, thiên tướng hóa khí là ấn. Cái người thiên tướng là cái người mà đấy, trong gia đình sẽ là cái mẫu người mà gánh vác khá là nhiều việc. Thiên tướng họ mang cái khí chất của những cái bậc đàn anh đàn chị. Thiên tướng là cái bộ sao văn tinh. Thế nên cái người có sao thiên tướng nó có một cái gì đó nó nho nhã, nó thư sinh, một cái con người làm việc cư xử nó từ tốn, nó rất là điềm đạm. Thiên tướng mang cái hành thủy nữa mà, thiên tướng là cái mẫu người cũng nhẹ nhàng thôi, xử lý vấn đề nó cũng dễ nhẹ nhàng đấy, không bao giờ là cái cách mà người ta đem cái cảm xúc của mình áp đặt lên người khác cả. Và cái mẫu người thiên tướng này, thiên tướng thì lòng thắng mặt hiền mà, thiên tư ôn thuận khoa quyền hẳn hoi, khuôn mặt rất là nhân từ, rất là hiền hậu. Cái mẫu người thiên tướng thì rất là thích giúp đỡ mọi người đấy, trong cái thế người ta bao dung, tức là người ta không chấp nhận những cái chuyện nhỏ, người ta không so đo thiệt hơn với những người yếu hơn mình đấy, không đo lọ nước mắm, không đếm củ dưa hành. Hay là ngày sau thiên tướng còn mang cái tính chất là bao đồng nữa, đôi khi là người ta hay mua việc vào người, người ta quan tâm chuyện của người khác này, người ta làm giúp làm thay cho việc của những người khác này. Cái mẫu người thiên tướng thì hay ôm đồm rất là nhiều việc vào người. Thế nên là cái mẫu người thiên tướng tự mua dây buộc mình thôi, đôi khi là tự tự mua việc vào người đấy, một người thiên tướng. Thế nhưng là thiên tướng thì rất dễ được lòng của mọi người, đặc biệt do cái tính người ta hay giúp đỡ mọi người, rất là chăm chỉ, cái con người nó từ tốn điềm đạm. Mà con người thiên tướng là cái mẫu người trọng đạo khiêm cung. Trọng đạo ở đây là cái vấn đề đạo nghĩa hay là cái vấn đề lễ hiếu cũng vậy đấy, cái mẫu người mà làm rất là tròn cái bổn phận của người làm con. Cái mẫu người đấy trong cái vấn đề mà trong gia đình là cái mẫu người mà biết hy sinh cho gia đình nữa. Hầu như là cái mẫu người thiên tướng thì không có gì để phải chê cả. Mẫu người thiên tướng thì họ khá là khiêm tốn, trên kính dưới nhường, không bao giờ là áp đặt, không bao giờ là đè nén, không bao giờ là đè đầu cưỡi cổ những người thấp hơn mình cả. Đối với những người trên thì thiên tướng luôn thể hiện một cái sự kính trọng. Thế nên cái bộ sao thiên tướng rất là được lòng mọi người. Người thiên tướng trong các cái công việc đấy hay là trong gia đình cũng dễ là cái mẫu người mà đi đầu đấy, luôn luôn là đi đầu sóng ngọn gió, sẵn sàng đi trước để che chở cho mọi người đấy, mặc dù cái phần thiệt thòi nó sẽ về mình nhiều hơn. Mẫu người thiên tướng thì mẫu người cho đi mà không cần nhận lại. Đây cái mẫu người thiên tướng cũng có cái cách số của cái người làm thầy, người ta làm thầy thuốc, người ta có thể làm thầy giáo đấy. Cái cách mà người ta cho đi, người ta biết cho đi, và cái mẫu người này được cái sự kính trọng của mọi người. Nhưng cái mẫu người thiên tướng đó, cái cách mà họ sống cũng có khá nhiều cái nguyên tắc, có khá nhiều cái chuẩn mực. Để có thể sống được với người thiên tướng đấy, được họ bao bọc, được họ che chở thì mình phải sống đúng theo cái luật lệ đấy. Có rất nhiều cái chuẩn mực ứng xử ở trong cái cách sống của người sao thiên tướng. Đôi khi cái con mẫu người này nó mang cái tính là cái con người truyền thống, cái con người của xã hội xưa vậy, đi vào sâu vào những cái giá trị bền vững, đi sâu vào những giá trị truyền thống. Con người gia giáo đấy, sinh ra trong những gia đình gia giáo là những người sau thiên tướng đấy, gia đình ngày xưa làm nhà nho đấy. Thế nên là cái con người nó mang một cái tính chất của bộ văn tinh đấy, tính thiên tướng, mà thiên tướng là cái quan tể tướng ở trong triều đấy, và người ta là cái người mà thường là hay phải đưa ra những quyết định quan trọng. Cái người sau thiên tướng đấy, hay bị cái vấn đề tình cảm nó chi phối vào trong công việc đấy. Cái mẫu người này rất là cân bằng giữa vấn đề lý trí và tình cảm, đôi khi mà tình cảm nó sẽ mạnh hơn rất nhiều đấy. Thế nên người thiên tướng mà trong những cái công việc, cái thời đại buổi kinh tế thị trường này thì đôi khi là người ta sẽ bị yếu thế hơn so với những bộ sao khác. Người ta quyết định một công việc đấy, một cái quyết định một vấn đề, người ta sẽ xem xét xem cái vấn đề này có hợp tình hợp lý hay không đấy, phải cả hai thứ tình và lý nó cân bằng đấy. Thế nên là đôi khi mình, cái người sao thiên tướng đặt mình ở trong cái thế mà quyết định quan trọng đấy, nhưng mà khi mà quyết định sai thì trong cái thế là tự mình phải gánh vác thôi. Thế là cái trách nhiệm rất là lớn đến tướng. Thế nên là trong một số công việc quan trọng cần những cái quyết đoán, quyết định nhanh chóng ấy, thì đôi khi người thiên tướng hơi khó. Hay là những cái công việc mà nó đòi hỏi là mình phải giẫm đạp lên lợi ích của người khác đấy, đúng không? Mình kiếm được tiền nhưng mà cái lợi ích người khác thì giảm xuống, là cái người thiên tướng thường là người ta cũng không thích làm những vấn đề đó. Có nghĩa là cái người thiên tướng có xu hướng là mọi người chúng ta cùng được hưởng một cái như nhau,
Đấy, cuộc sống của mọi người nó phải công bằng. Cái người thiên tướng thường là hay là những người đại diện, có thể đại diện cho công ty, đại diện cho gia đình này, cái bộ mặt của gia đình đấy. Đấy, khi mà nhắc đến cái tập thể đó, cái gia đình đó, người ta hay nhắc đến cái người có sao thiên tướng. Đấy, một cái người mà hầu như là mọi người biết đến này, mọi người nể, rất là nể phục, rất là nể trọng. Đấy, cái tính của họ đấy, chia sẻ, tính lan tỏa, cái tính cho đi đấy, như vậy thì mọi người rất là thích xu hướng người ta cho đi, ai cũng thích chơi với người sao thiên tướng cả. Nhưng mà cái người sao thiên tướng ấy, trong cái vấn đề về tình cảm thường là những người mà khá là nặng tình, thường là những người mà hy sinh rất là nhiều, hy sinh cho tình yêu, hy sinh cho gia đình rất là nhiều. Đấy, cái mẫu người rất là nặng tình, nhớ rất là lâu. Cái cung phu thê của cái bộ sao thiên tướng lúc nào cũng là cái bộ tham lang mà đấy, thế nên là đấy, người ta phải lo lắng cái công việc trong gia đình này, về vấn đề gia đạo gia đình cũng là một cái gánh nặng rất là lớn. Và cái người sao thiên tướng thì cái cách cư xử hay là cái cách mà họ thể hiện cái cảm xúc đấy, đôi khi nó không được tinh tế cho lắm. Người thiên tướng vẫn có một chút gì đó nó hơi thô, nó không được hài hòa cho lắm. Đấy, người ta không thích nịnh nọt người khác, người ta không thích nói lời hoa mỹ đâu. Đấy, cái tính của thiên tướng thì khá là thật, khá là chân chất, một cái gì đó nó khá là mộc mạc. Thế nên là trong một số cái vấn đề đấy cần cái sự khéo léo tinh tế đấy, thì cái thiên tướng này họ sẽ hơi thiếu sót. Thế nên là trong một số cái công việc yêu cầu cái sự khéo léo chẳng hạn, cái sự luồn lách này, mưu mẹo nhiều này, thì nó không hợp với cái bộ sao thiên tướng, hay là cần một cái gì đó mà người ta cần cái sự bứt phá mạnh, nó cũng không phải là cái cách của người sao thiên tướng. Đấy, thiên tướng thích hợp với những cái công việc gì đó nó mang cái tính nó ổn định, nó bền vững một chút đấy, xây dựng những cái giá trị bền vững mà con người ta xây dựng cái lợi ích cộng đồng đấy. Một người có thì mọi người cũng đều có đấy, cái cách phát triển của người sao thiên tướng, cái xu hướng người ta cùng giàu. Một người có thì mọi người đều có, và khi mà người sao thiên tướng có người ta sẽ hay lo cho người khác, những người xung quanh mình đấy, muốn ai cũng được ấm no cả. Mệnh của anh lại có cái bộ sao quang quý, ân quang hiên quý đó. Quang quý ở đây nó thể hiện cho cái nghĩa tình, ân quang ở đây nó là cái nghĩa, thiên quý là cái tình. Ân quang thiên quý nó còn là những cái sự nhường nhịn nữa, nó là cái cách mà con người ta sống nó dĩ hòa vi quý, một điều nhịn là chín điều lành. Ân quang luôn luôn là người ta muốn một cái giá trị tốt đẹp đến với mọi người đấy, mang cái tính thiện rất là nhiều, là cái bộ ân quang. Ân quang thiên quý ở mệnh người ta hay thích làm những việc tốt, hay làm những cái việc phước thiện ấy, và cái tâm của họ luôn luôn hướng đến một cái gì nó tốt đẹp. Và con người ta nó có một cái sự giác ngộ nữa. Mệnh có bộ sao triệt không, triệt lộ không vong đóng một mệnh nữa. Quang quý đóng ở mệnh thì nó cũng giống như một cái bùa hộ mệnh vậy. Mỗi người quang quý ở mệnh, mình hay làm quý nhân cho những người khác đấy, có nghĩa là mình hay giúp đỡ người khác, và cũng dễ hay được người khác giúp đỡ mình. Khi mà gặp khó khăn ấy, gian nan trắc trở lại có người giúp thôi, đến đường cùng thì lại có người giúp mình, đấy là người quang quý. Mệnh thì có cái tổ hợp của sao tướng quân quốc ấn này. Quốc ấn đóng mệnh thì rõ ràng là cái mẫu người mà sẽ phải gánh vác khá là nhiều việc đấy. Quốc ấn nó tượng cho cái ấn tín, tượng cho cái chữ ký của con người, nó tượng cho cái lòng tin đấy. Cái người mà có quốc ấn là cái mẫu người mà đấy, được mọi người đặt lòng tin và rất là nhiều đấy, được mọi người tin tưởng nhiều, thế nên là mình hay được cầm ấn, hay được ký tá nhiều, đấy là cái bộ sao quốc ấn. Nhưng mà đây quốc ấn gặp triệt của bộ sao thiên tướng, thế nên là cái đường công danh có phần là nó cũng sẽ hơi lận đận. Nếu mà chúng ta làm trong các cơ quan hành chính nhà nước cũng sẽ có lần mà mày phải nhảy ra ngoài ấy, vì mệnh ở đây tướng quân triệt lộ trước miền mà, đây cái cách mà đáy ấn hồi chiều trả ấn về cho vua đấy. Thế nên là mỗi người này ra bên ngoài làm ăn kinh doanh thì tự làm ăn thì rất là hay. Tài bạch có bộ sao thiên phú, thiên phú cư tài. Mệnh này có thiên mã rồi, với con người rất là đa năng, một con người khá là năng động đa tài đấy. Cái vòng của tang tứ điếu là cái vòng vòng động đấy, rất là năng động. Nó rất thích hợp khi chúng ta có thể tự làm ăn kinh doanh buôn bán riêng, nó sẽ hay hơn là khi mà chúng ta làm ở trong những cơ quan của công chức công quyền, những cái cơ quan hành chính. Tướng quân khi đóng ở hệ thống cung mệnh, con người ta là cái mẫu người thẳng thắn, khá là bộc trực, không thể nói vòng vo được. Cái người tướng quân có gì là cứ phải bộc ra, bộc thẳng ra ngoài đây đấy, không thể nào giữ được. Đôi khi cái người tướng quân này họ thẳng tính quá, thế nên là trong cái vấn nhiều vấn đề trong cuộc sống đấy, hay bị người khác ghen ghét, hay bị người khác đố kỵ do cái tính thẳng quá. Thế nên là nước trong thì không có cá, mà người tốt quá thì đôi khi là ít ít người chơi. Đấy là cái thế của bộ thiên tướng. Thiên tướng thì là mang cái tính quân tử rồi đấy.
ra ngoài đất Thiên Di nó phải có phục binh đấy, ra ngoài dễ có nhiều người tiểu nhân ám hại mình. Cái người thiên tướng thường là cái mẫu người mà cũng hơi bao đồng, thiên tướng là cái người mà gánh vác đi đầu sóng ngọn gió, họ không sợ khó khăn đâu, không sợ vất vả đâu. Cái tính của cái tướng quân thì họ thường là dựa sức của mình thôi, cũng không cần phải người khác giúp đỡ đâu. Ở đây là cái cách cục là song tướng nữa, thiên tướng và tướng quân đấy, đi với cái bộ sao tối phá nữa đấy, vậy là cái tính cách của con người khá là mạnh mẽ đấy. Cái mẫu người gọi là thấy chuyện bất bình chẳng tha, cũng không sợ ai đâu, nhưng mà đụng vào thì người ta không sợ đâu đấy. Thế nhưng mà triệt lộ đóng vào đây nó sẽ giảm bớt đi đấy, triệt lộ nó làm cho con người ta cái tính nó thâm trầm hơn rất nhiều đấy, và con người ta nói, người ta sẽ có cái suy nghĩ, nó làm cho cái hành động của chúng ta nó bớt cái tính nóng vội đi. Đây cũng là một cái cách nó hay. Thế nhưng mà nó sẽ làm giảm cái đường công danh của mình đi. Triệt lộ đương đầu thì thiếu niên tân khổ mà. Nhất là đây là cái cách mà đấy, thiên tướng mà gặp tướng quân mà. Song tướng, cái bộ lưỡng tướng không sợ sát tinh mà chỉ hiểm tuần triệt đầu mình phân hai. Đấy là hai cái bộ tướng gặp triệt đấy. Thế nên là cái thời gian đầu đời đấy có thể là gặp những cái tai nạn, cái biến cố rất là nhiều đấy. Đặc biệt là những cái biến cố thiên mã gặp triệt đây, liên quan đến các cái hệ thống về tai nạn, cái ốm đau, sức khỏe, bệnh tật nhiều. Ở đây thì có cái bộ sao tối phá thiên hư, thiên mã nữa. Đấy. Tối phá thiên hư thì nó thuộc cái vòng của tang tứ điếu rồi. Nói chung là cái vòng tang tứ điếu nó sẽ chịu khá là nhiều cái thiệt thòi hơn so với những cái vòng khác, đặc biệt là thiệt thòi hơn về cái mặt tâm lý. Đấy, người tối phá thì luôn luôn ở trong cái thế mà chống đối lại mọi thứ. Đối cung nó sẽ là cái bộ thái tuế ở ngoài mà. Thái tuế nó là vua, thái tuế là cái điều đúng đắn, thì tuế phá đôi khi là mang cái tính là người ta đập đi xây lại, người ta phản bác, người ta chống lại cái thứ mọi thứ. Và xu hướng cái thế tuế phá đấy, là họ có một cái góc nhìn rất là hay, cái xu hướng người ta đi lại, đi ngược lại so với mọi người đấy. Ví dụ mọi người đang đi đường ngày đông, người ta sẽ tìm cách người ta đi đường khác đấy, khác với mọi người, rất là thích cái sự khác biệt với người khác đấy, không muốn mình là cái bản sao với người khác. Và cái mẫu người này là cái mẫu người mà chịu sai thay đổi, cái mẫu người mà chịu sửa sai đấy, cái mẫu người chịu học tập. Nói chung cái vòng tăng yếu là một cái vòng rất là năng động, có thêm cả cái con thiên mã ở mệnh nữa. Tối phá mà đi với thiên mã là cái cách mà ngựa đi ngược chiều đấy. Đi ngược chiều thì đôi khi là người ta đi nhanh hơn, nhưng mà nó sẽ nguy hiểm hơn, nó vấp phải nhiều cái tai nạn hơn đấy. Cái mẫu người tối phá mà càng trong cái điều kiện khó khăn, người ta càng phát triển mạnh mẽ. Đấy, nói chung là cái cuộc đời tới phá thì phải cần có nhiều cái biến cố một chút, nó sẽ có nhiều cái điều mà nó rất là khác ngược. Thiên mã nhập mệnh thì nó mẫn tiệc đa năng, có nghĩa là con người ta đa tài. Đấy, con người ta là người năng động, thiên mã là tay chân mà. Đấy, người thiên mã ở mệnh thì luôn tay luôn chân, cuộc sống nó hay phải đi lại. Đấy, thiên mã gặp triệt này, tay chân hay gặp sẹo nhiều, vấn đề sau này xương khớp tay chân nó sẽ bị suy yếu khá là sớm. Thiên mã nó đại diện cho cái nghị lực của con người này. Cái người của sao thiên mã là cái người mà có cái nghị lực phi thường. Thế nhưng mà mã gặp triệt rồi. Đấy, đây là một cái cách nó phá cách đi. Mã gặp triệt giống như bị ngựa què vậy. Đấy, thế nên là cái con ngựa này đôi khi là nó sẽ nghỉ hơi nhiều. Đấy, và xu hướng nó sẽ làm cho con mã này nó mang cái tính thất thường đi rất là nhiều. Mã là không vong mà cũng là cách mà buôn trung thân buôn tấu mà. Đấy, ngựa mà gặp bộ triệt lộ không vong. Đấy. Thế nên là đôi khi là có những lúc mà mình chạy nhưng mà không có mục tiêu, đấy là ngựa mà gặp không vong đấy. Đấy, thế này cái bộ triệt không đấy, nó là những cái bộ không. Không thì xu hướng khoảng thời gian đầu đời đấy, có thời gian là mình hay nghĩ mông lung này, cái mẫu người hay mơ mộng này, cái mẫu người mà họ thích mơ mộng viễn vông một chút này đấy, cái mẫu người hay mộng mơ đấy. Thiên hư ở mệnh, thiên hư là những cái hư ảo đấy. Đôi khi người ta thích xem những bộ phim khoa học viễn tưởng này, người ta hay mơ mộng, đọc tiểu thuyết này đấy. Cái người sao thiên hư mà có bộ triệt không đó, cái tư tưởng họ bay bổng này đấy, cái tâm hồn họ mơ mộng đấy, có một cái gì đó họ cũng thích những cái khoảng không, thích những cái không gian trống dành cho mình này đấy. Họ rất là thích những cái khoảng không cho riêng đâu, trong cái cuộc sống của họ cũng vậy đấy, luôn luôn là sẽ có những thời gian rất là nhiều dành cho những cái sở thích của mình, làm gì thì làm cũng sẽ phải có những thời gian đó đấy. Và thế nên là cái bộ thiên mã nó gặp triệt đấy, thì nó sẽ làm con mã này thất thường hơn rất nhiều. Thế nhưng mà vẫn còn tính chất của bộ thiên mã thôi. Tính chất của con mã thì nó chạy ngày nghỉ đêm đấy, thế nên là cái mẫu người mà tăng đi điếu cũng vậy đấy. Họ trong một thời gian đấy
mà có cái sự mà cần thiết đấy, là cái áp lực nó xô vào người đấy, người ta làm việc cực kỳ điên cuồng, người ta làm việc quên ăn quên ngủ một thời gian đấy, nhưng mà sau khi mà đạt được thành quả đấy thì người ta lại nghỉ ngơi đấy, người ta nghỉ ngơi, người ta xả hơi, có khi người ta lại nghỉ hẳn đấy, rồi bắt đầu sau một khoảng thời gian người ta lại bắt đầu người ta lại làm lại điên cuồng đấy. Cái chu trì của bộ tăng trí là như vậy. Nó mang một cái bản chất là nó không được đều đặn cho lắm đấy. Nó mang cái tính hơi thất thường, và cái mẫu người tăng tế điếu làm việc nó lệ thuộc vào cái cảm xúc nhiều, bị chi phối bởi cảm xúc nhiều. Cái mẫu người sao thiên tướng cũng vậy, cũng bị chi phối bởi cảm xúc đấy. Và khi mà người ta bị người khác đánh giá cái gì đó, không có chuyện gì đó buồn, cái là cái năng suất của người ta nó giảm xuống rất là nhiều đấy. Là cũng một cách đôi khi nó không chuyên nghiệp được lắm đấy. Nhưng mà cái người có thiên mã thì cái tính kiên trì, một khi mà họ đã quyết tâm làm cái việc gì ấy, thì nó rất là kinh khủng đấy. Còn cái bình thường cái bộ sao thiên mã thì cứ vừa làm đấy. Bộ tăng tứ điếu thì vừa làm vừa có thể là vừa chơi được đấy. Xu hướng là vừa làm vừa nghỉ ngơi đấy. Cái mẫu người có bộ sao thiên hư ấy, thì xu hướng thiên hư nó đại diện cho cái hệ thống về thận, dễ bị vấn đề về thận hư này. Thiên hư nó đại diện cho những cái dòng nước mắt đấy. Thiên khốc, thiên hư, thiên hư đây nó đại diện cho cái tiếng thở dài. Anh thì xu hướng ngày nhỏ thường là cũng hay khóc nhiều đấy, thường là hay có cái bọng mắt đấy, cái quầng mắt nó hơi bị thâm một chút. Cái mẫu người khóc hư thì đôi khi là cái mẫu người cái cảm xúc của họ đấy, nó hơi thất thường, cái cảm xúc của họ nó hơi khó điều khiển đấy. Có thể là người ta xem một bộ phim mà người ta có thể khóc được đấy. Cảm xúc của họ nó dễ lên cao trào. Khóc hư nó cũng làm cái bộ sao lục bại tinh đấy. Lục bại tinh đóng cung mệnh đầu tiên nó sẽ phá cái tính cách của mình, nó phá cái cảm xúc của mình, ảnh hưởng đến cảm xúc của mình rất là nhiều. Ví dụ như trong cái quá trình mà chúng ta làm việc chẳng hạn, có bộ sao thiên hư thì chúng ta luôn luôn chúng ta nghĩ đến những cái rủi ro trước, chúng ta luôn nghĩ đến những cái thất bại trước, thì đôi khi nó làm cho cái chúng ta hơi bị nhục chí đi một chút. Đấy, nó làm chúng ta có một cái tinh thần nó không được nó mạnh mẽ cho lắm. Thiên hư nó đại diện cho cái tiếng thở dài mà, thế nên những người sao thiên hư thường cái hơi thở của họ nó hơi kém, hay là cái giọng nói hơi của họ nó không được dài, là thiên hư. Thiên hư mã ở đây đất lâm quan, lâm quan ở mệnh thì đây là cái mẫu người mà đấy. Nói chung là cái tính tình nó cũng hòa đồng với mọi người thôi, cái tính của lâm quan chan hòa, gọi là cái cách mà người ta lan tỏa ra cho mọi người đấy. Nhưng mà triệt lộ đóng cung mệnh nha, là cái cách mà đấy người ta giữ lại cái tâm sự khá là nhiều, không phải là người ta chia sẻ hết đâu. Cái tính con người cũng khá là thâm trầm. Mệnh có cái bộ sao thiên phúc này, thiên quan thiên phúc. Thiên phúc và mệnh thì xu hướng là cái mẫu người mà họ rất là quan tâm đến cái việc tâm linh thờ cúng tổ tiên đấy. Thiên phúc ở đây nó là một cái bộ sao quý nhân đấy. Cái vấn đề quý nhân của thiên phúc thì nó mang cái ý nghĩa là tinh thần nhiều hơn. Thiên phúc đóng ở cái cung cung mệnh ấy, xu hướng đó, mình có thể là những cái chỗ dựa về tinh thần cho mọi người ở trong công ty, trong công việc được, trong gia đình được. Có cái gì mà liên quan đến vấn đề về tinh thần ấy, mình sẽ động viên mọi người. Thiên phúc thì mang cái tính chất là hành thổ, có phần là hơi chậm chạp, nhưng mà cái con người làm việc chắc chắn. Cái con người này hơi khó thể lay động được, hơi khó có thể lay chuyển được, cũng coi như giống như cái bản ngã thứ hai của chúng ta vậy. Thiên phúc người ta sẽ đi gặp người xấu, người ta sẽ cũng sẽ chưa xấu hẳn đâu. Đấy, và người ta có cái một cái sự giống như cái chánh kiến vậy, người ta tách cái bản ngã của con người ta ra. Trước khi người ta đánh giá một vấn đề đấy, người ta quyết định vấn đề, người ta thường suy nghĩ xem vấn đề đúng hay đó, đúng hay sai. Đấy là cái cách của người sao thiên phúc xử lý vấn đề, thì nó sẽ có cái một cái góc nhìn khác. Xu hướng cái con người này rất là tận tâm tận lực đấy, đặc biệt là thường là mang một cái sứ mệnh gì đó trong gia đình, đặc biệt sứ mệnh về vấn đề thờ cúng, vấn đề tâm linh. Người rất là tín tâm, một người mà rất tin cái chuyện tâm linh, người mà rất là thích đi chùa chiền, coi chăm sóc cái vấn đề về mồ mả tổ tiên, cái sứ mệnh rất là cao cả trong gia đình. Nói chung cái tổ hợp cung mệnh này, cung thiên di nó sẽ là cái bộ sao mà ngũ khúc phá quân. Đấy, cái đất mà tị hợi cũng là hệ thống trong cái cung của tứ mã. Đấy, cái mẫu người mệnh của thiên mã mà cái cuộc đời nó phải gắn với những chuyến đi thôi, mặc dù là những chuyến đi này ngắn mệnh triệt mà. Mệnh triệt này nếu mà chúng ta đi xa sớm thì rất là tốt. Đấy, nếu mà ở gần thì cực kỳ vất vả. Đấy, đi xa đất vũ phá, thực ra cái đất vũ phá, đất thiên di thì cũng là một cái đất vất vả thôi. Thế nhưng mà cái đất đó nó cũng dù sao nó cũng sẽ khá hơn là cái đất ở cung mệnh. Cái đất ở quê nhà thì đúng là cái đất nó sẽ khó.
Đặc biệt là cái đất ở quê nhà đó, mình thường hay làm những công việc liên quan đến làm công ăn lương gì đó, thiên tướng ăn quang thiên phúc, làm thầy thuốc thầy giáo, thì nói chung là công danh nó cũng đẹp đẹp, mà nó sẽ gặp rất nhiều cái sự cản trở. Tuần triệt, mà tuần triệt đó là những cái biến cố, là những cái quãng thời gian mà chúng ta làm nhưng mà hầu như là cũng không được cái công ích gì cả. Cái đất thiên di thì có vũ phá, nó ra ngoài người ta là một cái con người nó năng động lắm, này ra người con người ta phá cách lắm, người ta là cái mẫu người giao tiếp rất là ổn, rất là tốt đấy, có phục binh thay thế đó. Đấy, người ta ra ngoài thì nó khéo léo hơn, còn khi mà ở trong cái môi trường ở gần nhà đấy, thì con người ta cái tính thì đôi khi là hơi chống đối đấy, và ra ngoài người ta có thấy túi phục binh đấy, thì cũng là một những cái người mà rất là kiểu như đàn anh đàn chị đấy, hầu như là cũng không ai có thể đụng vào được. Có tài hữu có phượng các giải thần nóng miền thiên di, đất này đi sang đất nơi nơi xa thì khá là hay. Ở đây thì thiên di hoa cái hỷ thần, thiên di phụ bật quý nhân nhiều vì đấy, tài hữu đóng miền thiên di mà ra ngoài đấy, cái cách mà được người đưa kẻ đón ấy, ra ngoài là hay được có thể là triệu tập được mọi người đấy, hay là tạo lập các cái hội nhóm riêng cho mình này. Tài hữu đóng miền thiên di, tài hữu phục binh thái tuế là đi ra ngoài là phải cẩn thận, tại vì người ta hay kết bè cái đáng người ta lừa mình, tả hữu với phục binh đấy, xu hướng là tội phạm lừa là đôi khi là nó sẽ có tổ chức. Vừa cái đất thiên di, đất phá quân phục binh thái tuế, đất phục binh thiên nóng miền thiên di ra ngoài là cái mẫu người mà rất là kín tiếng, phục binh là một đất tuyệt nữa, rất là kín tiếng ở bên ngoài, hầu như cũng không để lộ cái gì cả, người ta cũng không thích chia sẻ nhiều. Vũ phá thiên di mà đấy, người ta có một cái tư tưởng rất là phá cách, và xu hướng là người ta cũng thích cái vấn đề về kinh doanh, rất là thích đi ngoại giao, tạo lập các mối quan hệ ở bên ngoài rất là tốt. Vũ khúc mà phá quân nó mang cái tính phá cách đấy, người ta luôn luôn là cái người mà có những cái suy nghĩ nó khá là táo bạo, và xu hướng là người ta khi mà người ta đi xa thì người ta mới làm được như vậy, còn xu hướng mà ở cái đất quê nhà xu hướng nó hơi gò bó một chút, còn người ta trong cái thế mà bốn bức tường gò bó đấy, gò bó cả cái tư tưởng nữa, ra ngoài thì người ta có thể là cái mẫu người mà hay là chính mình tốt hơn, bứt phá rất là mạnh. Trong cái tam hợp mệnh tài quan của anh thì hệ thống cung tài đây có bộ sao thiên phú, cung quan đây vô chính diệu, có tử vi tham lang chiếu về. Đấy, nói chung là vấn đề về cái cung quan lộ ở đây thì vô chính diệu mà lại tử tham chiếu, địa không chiếu nữa, cái đường công danh thì nói chung là nó cũng bấp bênh. Quan lộ nằm đất dưỡng mà, đấy, gọi là cái công việc ở đây nó chỉ làm những cái bệ đỡ cho cái cung tài thôi. Đấy, có nó chỉ là những cái chỗ dựa cho cái cung tài thôi. Đấy, gọi là cái công việc thì mang cái tính chất duy trì thôi. Đấy, có lộc tồn đấy, lộc tồn có điếu khách này. Đấy, riêng cái vấn đề mà vô chính diệu thì cái con người ta đấy, khi mà mới bắt đầu lập nghiệp người ta cũng chưa định hướng được cái công việc của mình là gì. Đấy, nó hơi khó vì nó vô chính diệu, nó không có cái mục tiêu chính tinh, nó sẽ là cái bánh lái, là cái dẫn hướng cái con người ta đi. Đấy, có cả địa không chiếu nữa mà mệnh lại có triệt không nữa. Đấy, đôi khi là nhiều các cái bộ sao không nó tác động vào các cái cung thì người ta sẽ hơi mông lung. Đấy, đặc biệt là cái thúc mà thời gian mà người ta mới học xong, người ta đi ra chuẩn bị là kiếm ngành kiếm nghề, là lúc đó người ta rất là mông lung về cái cuộc đời của mình. Đấy, sẽ mất một khoảng thời gian khá là dài để người ta có thể là định hướng được, hay là người ta sẽ hay bị chứng lại một thời gian dài. Đấy, do cái vấn đề là người ta định hướng cái nghề nghiệp, cái công việc nào như thế nào cho đúng. Ở đây thì quan vô chính diệu lộc tồn thì thực ra là cũng có công việc nó mang tính chất ổn định đấy. Lộc tồn có quang thiên quý, có điếu khách này, điếu khách có thiên quan thì xu hướng làm những công việc liên quan đến dịch vụ đấy, khách hàng đấy, tiếp xúc khách hàng khá là ổn. Điếu khách cứ quan mà điếu khách đó thì chính là cái vấn đề này, khách hàng này, cái môi trường giao tiếp này, từ khách đây chính là những cái vị khách mình được gặp đấy, làm về dịch vụ này, làm về nhà hàng khách sạn này, làm về hàng ăn này, làm về du lịch này đấy, rất là hay cái bộ điếu khách đó. Ân quang thiên quý đóng ở cung quan này hay được quý nhân giúp đỡ này, đặc biệt là những người cấp trên ưu ái mình rất là nhiều này, thiên quan thiên phúc này, phá toái lộc tồn này. Và có địa không chiếu này đấy, địa không chiếu về hệ thống cung quan lại tiếp một cái bộ sao không thì nó thể hiện gì, nó thể hiện là những cái sự mà không kiểm soát. Địa không nó là nó thể hiện những cái không gian riêng, nó thể hiện những cái thời gian nó bất ổn, xu hướng người ta làm tự do thì hợp lý hơn. Địa không có nghĩa là người ta
tự tùy biến cái công việc của mình đi. Đấy là một cái nó khá là hay. Nếu mà người ta không làm đúng như vậy ấy, thì cái đường công danh cái mẫu người này thì nó hơi hơi bấp bênh. Thiên tướng đắc địa mà gặp triệt thì nó không hay, thiên tướng hãm mà gặp triệt thì nó còn được. Đấy. Mà thân của mình lại cơ quan rồi. Đấy. Có nghĩa là mình nếu mà chọn công việc tự do ấy, thì sau này cái cuộc sống của mình nó tự do, nó cũng phóng túng, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Và địa không nó chiếu vào cung thân đấy. Đấy, con người ta có sự giác ngộ rất là lớn. Hệ thống này thì cung tài bạch có thiên phủ, tài có thiên phủ, địa kiếp chiếu, trong cái thế mà giáp bên có thiên diêu, giáp bên hóa kỵ, hóa quyền, văn xương, giáp dương khúc, tài có tam môn bệnh phù, trong cái tam hợp của quốc ấn này, quốc ấn độc tôn của tướng quân đấy, trong cái tam hợp đó là mình dễ là cái người mà điều hành, dễ là cái người cầm quyền, dễ được thừa hưởng. Cung quan độc tôn chiếu trong cái tam hợp của mình cầm quốc ấn rồi. Nếu mà mình kinh doanh riêng thì hay hơn đấy, mình cầm ấn mà mình xu hướng điều khiển người khác. Bệnh phù đóng một cung tài này có hỏa tinh này, đấy, xu hướng này, vấn đề là cái vấn đề tài bạch đấy thì nó phát triển theo cái hướng là khá là chậm. Đấy, thiên phú và bệnh phù nó liên quan đến cái sự tích lũy nhiều, các cái bộ hành thổ của đó tích lũy nhiều. Đấy, và xu hướng là hỏa tinh tài bạch người ta xây dựng cái hệ thống cái danh tiếng rất là lớn, xu hướng người ta sẽ xây dựng cái phạm vi nó rộng thôi. À, người ta sẽ xây dựng một cái phạm vi nó lớn hơn, xuống xây dựng các cái hệ thống thị trường nó lớn hơn. Thì hỏa tinh có nghĩa là người ta vẫn vẫn có cái sự phát triển nhưng mà phát triển theo hướng ngầm. Thì hỏa hỏa tinh nhất là cái ngọn lửa ngầm mà, đấy, ngọn hỏa tinh linh tinh là cái ngọn lửa ngầm, xu hướng là người ta luôn luôn là người ta xây xây dựng này, người ta luôn luôn là người ta có những cái tham vọng đấy, đấy luôn luôn là có những cái tham vọng rất là lớn ở trong người. Hỏa tinh cư cư tài mà đấy. Tham vọng rất lớn, lúc nào người ta cũng nghĩ có một cái tham vọng lớn hơn cả đấy. Thế nhưng mà hỏa tinh thì với tam môn mà đấy, đôi khi là người ta suy nghĩ nhiều về đó, suy nghĩ nhiều về vấn đề tiền bạc, đắn đo nhiều về vấn đề tiền bạc, lao lực nhiều đấy, đấy người ta suy nghĩ nhiều đấy. Tam môn là đôi khi hơi lan man, làm việc này là người ta nghĩ đến việc khác. Tam môn cư tài là cái người lo nghĩ nhiều về tiền, là cái người mà phải quyết định, phải lo lắng rất nhiều vấn đề tiền đó. Người ta có thể là quyết định tiền bạc cho rất nhiều người đấy, thế mà người ta quản lý, có nghĩa là trong cái tam hợp mà của tăng tứ điếu của thiên mã đấy, trong cái tam hợp đó là cái tam hợp động, nó thể hiện là cái dòng tiền nó sẽ di chuyển rất là nhiều đấy. Cái tam môn trong cái tam hợp có thiên mã đấy, một cái cung tài nó mang cái tính chất cũng cũng khá là động. Giáp bên có khoa lộc quyền rồi, giáp có xương khúc nữa. Đấy, ở đây thì nó chủ về vấn đề cung tài đấy. Người ta vừa tích lũy này, vừa người ta vừa muốn muốn đầu tư mở rộng thêm đấy. Xu hướng là người ta vẫn còn rất nhiều cái tham vọng. Xu hướng người ta cứ phải tích lũy dần dần này, nếu mà vững chắc thì bắt đầu người ta xây xây tiếp. Đấy là cái tư tưởng về vấn đề kiếm tiền của người ta. Thiên phú cư tài thì đấy, thiên phú mang cái tính quản lý quản trị khá là giỏi. Đấy, thiên phú cư tài có hỏa tinh bệnh phù, có tam môn cư tài này, có mấy cách là người ta đôi khi là người ta tiêu tiền cho mình đấy, thì người ta lại đôi khi hơi tiếc. Nhưng mà tam môn người ta lại lo cho người khác, lo cho người thân trong gia đình này, đấy, lo cho anh em họ hàng này, người ta lại không tiếc, đấy, lo cho con cái lại không tiếc. Đấy, khi mà mua sắm sức cho mình đấy, thì đôi khi lại hơi đắn đo. Đấy, còn thế là cái mẫu người khổ tâm là cái mẫu người tam môn cư tài, bạch khổ là thế nào mà trong cung phúc đấy, cái mẫu người sau này trong dòng họ thì cũng phải người mà gánh vác rất là nhiều thứ đấy. Cái trục phúc tài là cái trục mà gánh nặng tang hổ đóng ở đó ấy. Đặc biệt là cái tâm tư của mình nó khó được an lạc lắm đấy. Có bệnh phù đóng cung tài này, thì đôi khi lại cái nó làm chậm cái sự phát triển của tiền bạc đi rất là nhiều. Đấy. Bệnh phù thì đôi khi là người ta cũng lười, người ta ngại, ngại trong cái vấn đề là thay đổi cái cơ cấu này, xu hướng là người ta tập trung vào một việc thôi. Tăng bạch bệnh phù cư tài người ta nếu mà làm nhiều đấy, người ta dễ bị loạn, thế nên là tập trung vào một cái thôi. Bệnh phù cư tài thì đôi khi là đấy, người ta lúc nào cũng trong cái trạng thái bận rộn thôi, nói chung là bận rộn khó có thể là làm thêm các lĩnh vực khác, nói chung là làm tập trung vào một chuyên môn, làm có thể sau này có thể mở rộng được. Và đặc biệt thì có thể là kết hợp cùng anh em cũng được, với xu hướng này cũng tài bạch nó phi lộc về cùng huynh đệ, nó sẽ có cái tượng là kết hợp anh em với nhau. Thế nhưng mà cũng phải cẩn thận một chút vì huynh đệ nó có cự môn, cự môn là cái miệng, cái thị phi đấy.
hóa lộc nằm ở đó thì nó sẽ có một cái phần là liên kết, một cái phần gì đó nó cũng là há miệng mắc quai trong mối quan hệ đó. Cung tài này trong cái tam hợp nó có lộc tồn chiếu, có địa không địa kiếp này, ân quang thiên quý, nói chung là vấn đề tài bạc thì nó cũng khá là ổn. Địa kiếp chiếu hệ thống cung tài của thiên phổ đấy, có những thời điểm mà xu hướng là nó sẽ phát theo cái thời vụ đấy, nó sẽ cái vấn đề tiền bạc của mình nó sẽ không ổn định được, vì cái bộ địa kiếp nó vốn là cái bộ sát tinh mà đấy. Sát tinh thì nó không bao giờ nó mang cái tính chất ổn định, nó mang cái tính chất cơ hội kèm theo cái rủi ro đấy. Nhưng mà phiên phố thì nó vẫn khống chế được, nó không sợ địa kiếp lắm. Quan trọng là chúng ta kiểm soát cái rủi ro của mình như thế nào thôi, và biết có điểm dừng thì vẫn là mẫu người mà rất là thành công. Tiếp theo về cái hệ thống cung phu thê, phu thê đây có tử tham, có địa không, có bộ sao tuần không nữa, khá là nhiều các cái bộ sao không có tử tham ở đây, thì xu hướng cái vấn đề tình cảm trong gia đình, vợ chồng nó dễ xa cách nhau đấy, và trong cái vấn đề mà chọn vợ chẳng hạn thì đôi khi là con người ta cái tư tưởng nó hơi mông lung một chút, đôi khi là người ta cũng không chủ động, người ta không định hướng vấn đề về lấy vợ. Có nhiều các cái bộ sao không mà đấy, thế nên là nếu mà mình sống trong mối quan hệ vợ chồng đấy thì có thể là ở xa nhau một chút, hoặc là chúng ta không kiểm soát chặt chẽ đâu đấy, chúng ta sẽ có những cái khoảng trống dành cho nhau, thì cái điều đó nó sẽ bền vững hơn đấy, vì các cái bộ sao không nhiều mà đấy, đặc biệt là cái người vợ của mình đấy, họ cũng muốn có rất nhiều cái khoảng không cho họ đấy. Cái mẫu người tử vi tham lang mà tử vi để đóng ở cái cung phu thê tham lang, những cái tính hơi hơi kiểu như là hơi đồng bóng một chút, cái tính nó cũng hơi hay thay đổi đấy. Một chút tử vi, một chút để tham lang. Tử vi thì mang cái tính tự tôn rất là cao đấy, hơi kiêu, mẫu người cũng tỏ ra cành cao, cũng hơi khó gần đấy. Cái lúc mà tiếp cận thì cũng hơi khó đấy. Cái người tử vi thì nó hay giữ khoảng cách, người ta chọn người người ta chơi đấy, cái mẫu người mà dễ chơi mà không dễ gần là cái bộ tử vi đấy. Tham lang thì mang một cái tính khác, thế nên là cái mẫu người này hơi khó lường đấy. Cái lúc lại rất là khó, cái lúc lại rất là dễ đấy, ham vui ham chơi của cái bộ sao tham lang đấy, cái mẫu người ưa nịnh cái tham lang đấy, thích được khen, thích được yêu chiều là cái bộ sao tham lang. Nhưng mà cái tính tình tham lang thì khi giữ khi lành đấy, cái bình thường khi lành thì nói gì cũng được, thế mà khi mà đụng chạm đến một chút là đấy, cái lòng tự ái là cái bộ sao tham lang nó phản ứng rất là kịch liệt đấy. Cái người tham tử tham này nói chung là tính cách hơi khó lường, tính cách hơi khó chiều, tính cách hơi khó ưa một chút. Đặc biệt là cái mẫu người tử tham địa không thì xu hướng là tử tham không kiếp thoát tục chi tăng mà đấy, anh thấy là cái mẫu người vợ của mình là cái người mà rất là tín tâm đấy, cái mẫu người mà có thể là có cái sự giác ngộ trong cái đạo giáo, hay là sau này thì dễ cái vấn đề mình và người vợ trong trạng thái là xa cách nhau đấy. Vì tử tham mà trong đây có cả cái bộ sao tá hữu nữa, trong tam hợp có địa kiếp, địa kiếp tả hữu nó chiếu cả phục binh đấy. Đây là một cái hệ thống cùng phù thê nó không được đẹp lắm đấy. Có lưu hà phi liêm địa không làm đất suy, thường là cái vấn đề sức khỏe của người vợ không tốt, vấn đề về sinh đẻ sẽ khó khăn. Phi liêm địa không này xu hướng là người ta hay đi xa đấy. Tính cách thì thường vấn đề về đôi khi hơi ấu, hơi nhanh, hơi ẩu đấy. Nhưng mà cái mẫu tử tham tả hữu thì người ta cũng tháo vát trong gia việc gia đình đấy, đấy. Cũng cái mẫu người cũng mẫn tiệc đa năng đấy, mẫu người tả hữu mà, nhưng mà cái tính thì có phần là hơi thực dụng một chút. Tham lang tử vi, nói chung là phu thê một cái tử vi thì mang cái tính chất là mình thường là cũng khá là nể người vợ đấy. Rất là nể, người ta có một cái gì đó cái tính làm việc đôi khi là bộc phát cái tử vi thì những cái tính tốt, cái tính tốt, cái tính tử tốn đấy, nhưng mà khi bộc lộ cái tính tham lang nên để cái tính mà đấy, rất là dữ dằn, cái tính anh đua rất là mạnh, cái tính hay ghen sẽ tham lang đấy, làm gì là người ta biết liền đấy, chỉ cần trái ý một cái là chung trong vấn đề về gia đình là cũng hơi mệt. Ở đây thì lâm đất suy điêu hòa, xu hướng ngày sức khỏe của người vợ thường hơi kém. Tham lang thì thân chấm mình chê, tử vi thì thẩm thước da nâu, xu hướng là con người sẽ hơi đẩy đà một chút. Người tham lang thì càng béo thì càng phát tiết thì thôi, con người ta sống nó càng thoải mái, càng phóng túng hơn. Tham lang thì với địa không vấn đề mà chi tiêu tiền bạc thì nó cũng khá là thoáng đấy, nếu khách đóng ở cùng bên kia.
Còn phủ Lưu Hà cái cách mà người ta nói hơi nhanh, nói khá là nhanh, đôi khi nói nhanh quá không nghe được. Lưu Hà thì người ta nói đôi khi không được thật cho lắm, không được thật, nói nhanh nó không được thật, cái lời nói đôi khi là nó hơi hoa mỹ một chút. Cái người tự tham mà, cái người tự tham không kiếp, cuộc đời người ta cũng trải qua nhiều cái biến cố rồi đấy. Lên 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 voi xuống chó, cuộc đời người ta cũng như là biết hưởng thụ, biết ăn, biết chơi đấy. Đúng đỉnh lắm, làm việc chậm lắm, làm việc cứ ê dề dà thôi, không không được nhanh thôi đấy. Đấy, nhưng mà cái cách mà họ ứng biến giải quyết vấn đề rất rất là hay đấy. Hầu như là cũng cũng khéo khéo trong cái vấn đề ứng biến ở bên ngoài. Ở đây tài hữu thì phù thế có thể là giúp mình trong công việc được, hỗ trợ mình được. Thế nhưng mà nó sẽ cần những cái khoảng cách, nghĩa là người ta cần những khoảng không, nói chung là không 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 nên gọi là quan tâm chặt quá thì nó sẽ giữ được, thả lỏng một chút thì sẽ giữ được. Nói chung là cái mẫu người này, phụ nữ này thì họ cũng có cái cá tính cũng tháo vát thôi, nhưng mà độ tự tham thì đôi khi là nó hơi 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 kiêu một chút đấy. Đôi khi mà mình muốn nhờ người ta thì đôi khi là muốn nhờ thì đôi khi cũng hơi ngại mở lời. Tử vi mà, tử vi vốn là vua, vua mà có vợ mà là vua thì xu hướng mình né rất là nhiều. Địa không đôi khi hơi nóng tính, đặc biệt vấn đề về cái huyết áp thì nó sẽ không ổn. À, nói chung là cái cùng vợ thì nó cũng không được đẹp, xấu, dễ dễ dẫn đến vấn đề về chia ly, chia tay, xa cách nhau. Sức khỏe người vợ cũng sẽ không tốt nữa. À, tiếp theo về cái hệ thống cung phụ mẫu. Phụ mẫu của anh thì ở đây có bộ số thiên lương cư phụ mẫu thì được cái là bố mẹ thọ trường khá là dài lâu. Nhưng mà thiên lương phụ mẫu thì có cả tiểu hao, xu hướng bố mẹ có thể làm về những ngành về y, làm về thầy giáo, nhưng mà nói về cái tính cách của các cụ thì thường là rất là khó tính, rất là nóng tính. Đấy, bộ thiên Việt đây mà, bố mẹ thì lại dạy con thì rất là nghiêm, linh tinh thì nó rất nóng tính á. Thiên lương mà đến với linh tinh thì sức khỏe của bố mẹ có phần là hơi kém, hay gặp những cái bệnh mà lẹt vặt, đặc biệt là những bệnh về đau lưng xương khớp này, nói chung là hay phải dùng thuốc. Bố mẹ thì xu hướng là cũng biết cách tiết kiệm này, xu hướng là sống cũng hơi vất vả. Nói chung là thiên đường này, thiên đường là cách mà sống thọ. Thế nhưng mà cái cuộc sống, cái đời sống tinh thần này đôi khi là cũng không được vui vẻ cho lắm đấy. Các cụ thì là cái mẫu người mà rất là hy sinh cho con cái rất là nhiều, đôi khi cũng không chi tiêu cho bản thân mình mấy đâu, lo hết cho con cái. Sức khỏe lại không ổn, linh tinh phụ mẫu xu hướng bệnh về huyết áp, bệnh về đau thần kinh tọa, vấn đề về đau đầu hay đau đầu suy giảm trí nhớ. Thiên chủ thiên lương đây bố mẹ thì anh có thể làm về những ngành có thực phẩm ăn uống, làm về thuốc y dược được. Đấy, thiên lương cư phụ mẫu bố mẹ là cái mẫu người hiền lương thôi. Đấy, mặc dù là cái tính chất của thiên lương thì hơi tù một chút, gọi là bố mẹ thì đôi khi cách ứng xử bố mẹ nó không được mềm mại cho lắm. Thiên lương mà, thiên lương nó mang thổ, thổ được cái chắc chắn thôi, là cái chỗ dựa cho mình thôi. Ví dụ như bố mẹ sẽ là cái chỗ dựa bình yên cho mình về. Đấy. Thế nhưng để bố mẹ có thể giúp mình về cái công danh sự nghiệp thì đôi khi nó là một cái điều nó hơi khó. Vì vì thiên lương ở đây thì các cụ thì xu hướng là giúp cho mình đấy, cái tư tưởng thôi. Thiên lương có cái tư tưởng rất là hay, tư tưởng người ta cho đi hết. Người thiên lương thì rất là khó tính, rất là khó thay đổi, tính giống như thái tuế vậy. Các cụ thường là cái tư tưởng rất là truyền thống, cái tư tưởng của xã hội xưa mà, tư tưởng truyền thống. Cái mẫu người mà con gia đình gia giáo ở đây thì thái dương rơi vào cung tật, thái dương có thiên không thiên diêu tạo hoa nữa. Xu hướng thì thường là người bố, bố của mình ngày trước là cái mẫu người mà khá là phong lưu đấy, cũng có nhiều các cái mối quan hệ mối tình ở bên ngoài. Hồng Loan chiếu về ông cụ thường là khá là đẹp trai, khá là phong lưu, cái cách mà ăn nói cũng khá là tốt, người mà có học thức đấy, có song hao. Thế nhưng mà đấy, xu hướng là bố thường là cái mẫu người mà chi tiêu đôi khi nó hơi phóng túng vấn đề là, thế nên là kiếm được tiền mà đôi khi là cũng tiêu nhiều tiền. Tiếp theo cái thái âm thì thái âm thiên cơ thì đi với hóa kỵ. Như này thì xu hướng là mẹ sẽ thọ hơn là bố. Rồi. Thái dương hãm gặp diêu, diêu gặp thiên không nữa, làm đất mộ.
mẹ thì xu hướng khôn khéo lắm, thái âm mà, thiên cơ thái âm mà, gọi là cái mẫu người thanh xảo tú đấy. Thanh là cái sự mà thanh thoát, xảo khôn khéo, tú là cái đẹp đấy. Có cả hai, cả ba thứ, một có văn xương hóa kỵ nè đấy. Thế nhưng mà mẹ thì hơi khó tính hơn bố nhiều, mẹ thì hay bắt bẻ, còn bố thì đôi khi là hơi hơi áp đặt đấy. Hóa kỵ, thái âm hóa kỵ mà, thiên cơ hóa kỵ nè. Mẹ thì hiền hơn, nhưng mà cái tính là mẹ hay nói, đôi khi là hơi nói nhiều. Bố thì cái tính này thoải mái, nhưng mà có cái xu hướng áp đặt con cái. Con hao, có diêu thì bố thì tính thoải mái hơn. Xu hướng là bố là hay vắng nhà, thì không thái dương thiên không ở đây. Hóa quyền, xu hướng là sức khỏe của bố sẽ kém đi rất nhiều. Xu hướng mộ mà có diêu hao, xu hướng hay bị những cái khối u ở trên người. Vấn đề về đào hoa thiên diêu liên quan đến máu huyết áp thì nói chung xu hướng thiên lương này bố mẹ cho mình được cái tư tưởng và cho mình được cái sự chăm sóc thôi, thiên lương chăm sóc con cái hết mình. Thế nhưng mà để có thể là cho con được cái định hướng thì hơi khó, thường là thiên lương thiên là cái bộ sao tù tinh, thế nên là đôi khi là mình và bố mẹ nó cũng sẽ là khó ở gần nhau được, cái tư tưởng cũng sẽ hơi khó gặp nhau. Và thiên lương thì được cái cần mẫn rồi, chịu khó thôi, thế nhưng mà cái tính cách rất khó thay đổi. Nên chung là các cụ của mình thì cái tư tưởng như vậy thì hơi hơi khó thể nói chuyện được, hơi khó có thể là ngồi chung với nhau được. Và tiếp theo là cái hệ thống ở cung Phúc Đức. Phúc Đức của anh thì có bộ sao Liêm Trinh Thất Sát, Liêm Sát trong cung Phúc Đức, thì đôi khi cái nội tâm của mình nó hơi cứng nhắc một chút đấy. Cái mẫu người mà người ta cũng không thích chơi bời nhiều đâu đấy, lúc khi là vấn đề mà Liêm Sát địa kiếp người ta thích ăn nhậu một chút thôi đấy, nói chung là cũng không hưởng thụ gì nhiều. Liêm Sát thì cái nội tâm, cái khả năng hưởng thụ về cái mặt tinh thần đấy thì xu hướng con người ta Liêm Trinh, cái con người nó liêm khiết chính trực lắm đấy. Và xu hướng thì cái con người này đấy, trong cái vấn đề lợi ích đấy, khi mà người ta có lợi ích đấy, thì người ta cũng muốn là người khác cũng có được cái lợi ích như mình đấy. Liêm Trinh là những cái gì mà không phải của mình thì mình sẽ không giành giật đấy, không lấy của người khác. Liêm Trinh Thất Sát đấy, đặc biệt là những cái tình cảm cũng sẽ rất là phân minh. Thế nhưng mà cái nội tâm, cái vấn đề về tình cảm, tinh thần, cảm xúc nó hơi khô cứng một chút đấy. Và xu hướng thì cái cảm xúc của người ta nó cũng khá là nhanh hết. Ví dụ người ta yêu ai hay là người ta thích một cái gì đó thì sau một thời gian nó cũng rất là nhanh tụt cái cảm xúc đó. Có Liêm Trinh thì có địa kiếp này, khi mà người ta yêu lấy được một cái sự phấn đấu nó điên cuồng, địa kiếp cư cung Phúc Đức mà thì những cái bộ sao sát tinh nó đánh phá hệ thống cái cung Phúc, đánh phá cái hệ thống cảm xúc của mình đấy, thì nó làm cho cảm xúc của mình thất thường đi đấy. Liêm Trinh mà khi giữ khi lành đấy, nó làm cho lúc thì mình bình thường thì hòa đồng rất là vui vẻ mọi người thôi. Liêm Trinh cư Phúc nha, bộ sao đào hoa đấy. Đấy, cái mẫu người mà cái tâm trong cái con người đó nhiều lúc nó cũng thơ văn, nhiều lúc nó cũng tưởng đấy, nhiều lúc nào cũng trong thế mà người ta cũng vui vui thôi, hơi vui vui một chút đấy. Thế nhưng mà nó hơi khô khan của cái bộ Thất Sát đấy. Thất sát thì hơi cỏ bó đấy. Thất sát thì đôi khi thì người ta sẽ là tự làm cái tâm tư của mình nó bị gò ép lại. Địa kiếp các cái bộ hóa nhiều thì xu hướng cái cảm xúc của mình nó tụt nhanh, nó lên nhanh, nó cũng xuống nhanh. Và Phúc Đức ở đây thể hiện ví dụ cái dòng họ của mình ấy, Liêm Sát mà có Bạch Hổ đấy, xu hướng nhiều người làm trong cái lĩnh vực về quân đội nhân dân. Nói chung là ông bà mình ngày xưa thì cái tính cũng khá là nóng nảy, đặc biệt địa kiếp Bạch Hổ mà đấy, ông bà thì xu hướng cũng gia trưởng lắm. Ông bà thì làm ngành về trong nhà nước đấy, Liêm Sát rất là khó tính đấy. Sát mà đấy, Liêm Trinh cái tính tình thì nóng giận thất thường. Nói chung là đời ông bà thì cái kinh tế nó cũng không được tốt lắm đấy. Liêm Trinh địa kiếp mà đấy, có thể là rất là giàu rồi nhưng mà cũng có cái thời gian mà chắc là bị có thể là bị mất hết ruộng đất, có thời gian mà đi xuống rất là nhiều. Đã từng khá là giàu đấy. Thanh Long mà đấy, Thanh Long có hoa cái, có mộc dục, Thanh Long cư Phúc này. Cái con người có một cái tư tưởng nó cũng khá là thanh cao, tư tưởng thành cao, tức là người ta sẽ không làm những việc mà hèn mọn được đấy, những việc gì mà nó hơi hạ mình người ta không muốn làm
Đấy, cái tư tưởng người ta vậy, có Bạch Khổ mà. Đấy, Bạch Khổ thì nó cũng mộc mạc thôi. Liêm Trinh thì nó hay thay đổi. Hoa Cái, Bạch Khổ, Cư Phúc trong dòng họ nó sẽ có những cái mục kết mà phát. Hoa Cái dòng họ được cái khiếu là dòng họ phát về cái đường văn chương, phát về cái đường học tập thi cử. Hoa Cái, Bạch Khổ, Thanh Long, Bạch Khổ có bát tọa, xu hướng cái dòng họ khá là to, xu hướng là khá là đông đông. Thái tọa nó thể hiện những cái chỗ đứng, những cái địa vị, nó thể hiện những cái sự vững chắc ở trong dòng họ. Dòng họ có thể đá từ rất lâu đời rồi, và thường là có rất nhiều các cái nhánh hệ, phá hệ cũng đông nhiều. Đấy, dòng họ lớn Thanh Long, mà dòng họ Phúc Đức của Thanh Long đấy, xu hướng là cái khu mồ mả tổ tiên thì hay có những cái mạch nước, cái mạch rất là vượng chảy qua đấy, có nghĩa là gọi là có cái long mạch chảy qua đấy, rất là đẹp. Thanh Long mà có cả Bạch Khổ nữa, nhưng mà Bạch Khổ hám không phúc nữa, thì nó là gọi là những cái nghiệp đấy. Trong dòng họ dễ có những người mà chết ở nơi xa trường đấy, dễ người mà chết đất bất đắc kỳ tử, hay bị xe tai nạn giao thông nhiều đấy, Liêm Sát, Xỉu Mùi mà đấy, Thượng Lộ, Mai Thi, cái cách mà có người mà chết đường chết chợ đấy, nhất là khi gặp địa kiếp Bạch Khổ nữa, có những người dễ có những người mà liên quan đến vấn đề pháp luật, đấy, tai nạn giao thông lớn, Thiên Khốc, Bạch Khổ đây này, có những người mà làm về những cái ngành liên quan đến dựng lĩnh vực diễn thuyết liên quan đến truyền thông đấy. Có những người mà rất là nổi, Thanh Long, Hoa Cái, Thiên Khốc, Bạch Khổ, Thiên Khốc có những cái vụ tai nạn, có thể là có những lần mà có những cái đại tang rất là lớn trong dòng họ. Ở Phúc ở đây cái thế mà có hỏa tinh chiếu địa không phục binh này trong cái hệ thống này thì cung Phúc có vẻ là cũng hơi mệt đấy. Liêm Sát, Cư Phúc, Bạch Khổ lại có cả phục binh chiếu, xu hướng là dễ có những người mà trong dòng họ mình hay bị mất mồ mất má, có những người hay là bị thất lạc mồ má, thất lạc mộ phần này, có vấn đề về trùng tang này, hay bị chấn điểm này, có người không về được. Phục binh có nghĩa là phục tăng trong cái tam hợp của phục binh của địa kiếp, hay bị vấn đề là không về được cái phần hướng hương khói của tổ tiên. Đấy, có mục dục Cư Phúc, Thanh Long, nói chung là cái phần phúc thì cái phần phúc âm thì nó có phần nó không được tốt cho lắm. Đấy, có đây có Thiên Giái, có Liêm Trinh, Thất Sát. Thiên Giái xu hướng cái khu mà mồ mả tổ tiên là hay bị cái cách người ta giải phóng mặt bằng đấy. Đấy, hay bị người khác gọi là nó sẽ đôi khi là nó sẽ bắt mình đổi đi chỗ khác, xong rồi phải di chuyển bộ phận đi, nó dễ làm trong cái vấn đề nó bị thất lạc bớt đi. Địa kiếp trong cung Phúc xu hướng ngày xưa ông bà cũng thường là ông lấy nhiều vợ này, nhiều con cái này. Địa kiếp Cư Phúc này, đây là cái gọi là những nghiệp kiếp ngày xưa để lại, bạch khổ cung Phúc nữa đấy. Đấy là những cái mà mình phải gánh vác này, gánh nặng của mình trong cái vấn đề phúc đức mệnh. Mình có bộ sáu thiên phúc nữa rồi đấy. Tiếp theo về cái hệ thống cung điền trạch của anh, điền của anh thì ở đây cũng nằm ở hệ thống vô chính diệu, có Đà La, Thiên Hình, kiếp sát đấu quân. Kinh quá, Thiên Hình ở đây có hóa kỵ chiếu về, tam hợp lại có hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền, thiên diêu chiếu về. Đấy, thì cung điền vô chính diệu như thế này thì có cả Thiên Hình nữa, Đà La nữa, thì đất đai nó hay bị chịu cái sự khống chế của người khác, có thể là đất nó hay bị cấm ngân hàng sổ đỏ các thứ này. Nếu mà làm về kinh doanh đất đai ấy, thì cái vấn đề phải cẩn thận, vì khi mà mình mua như vậy hay bị cái vấn đề lừa đảo này, hay bị vấn đề sổ sách này, cái dính quy hoạch này, hay dính cái vấn đề giải phóng mặt bằng này, nó hơi mệt trong vấn đề đất đai. Thiên Hình, Cư Điền, Hình Cư Điền thì nhà cửa thường khá là vuông vức đấy, và thường ở trong những cái khu mà nó có nhiều các cái luật lệ nó rất là nghiêm khắc. Kiếp sát, Thiên Hình, Cư Điền, Đà La ở đây thì gần những cái cơ quan công quyền. Đấy, giáp bên sẽ có Bạch Khổ, giáp bên của Bạch Khổ có Liêu Khách, xu hướng cạnh hai bên nhà thường có những cái cơ quan gần cơ quan công quyền, và xu hướng kiếp sát đóng điền được đất khá là độc, chung là phong thủy đất nó sẽ không được tốt lắm. Đà La kiếp sát mà, xu hướng gần những cái nơi mà ngày xưa có thể là nơi mà giết mổ động vật chẳng hạn, hóa kỵ nó chiếu về này. Đấy, vừa có đà vừa có kỵ trong tam hợp con diêu rồi, vậy là đất khi mà nó dính tam hợp của cái bộ thiên diêu đà kỵ ấy, thì xu hướng ảnh hưởng đầu tiên là cái vấn đề tâm linh, và đất nó để có kiếp sát ở đây này. Đấy,
đất rất nhiều đất đấy, đất vô chính diệu mà. Vô chính diệu đôi khi còn đất mình được đất thừa hưởng, thế nhưng mà không dùng hết. Và vô chính diệu mình đôi khi mình tận dụng đất, nó không nó chưa hết cái mục đích của mình đấy, nó chưa triệt để cho lắm. Trường sinh cứu đất thì rất rất là dài đấy. Và trong cái vấn đề đất đai thì đấy, nhưng mà phải cẩn thận một chút. Đầu quân có thiên hình, đầu quân cư điền, xu hướng nhà mình là đầu xóm đầu ngõ. Nói chung về vấn đề đất đai này thì cũng không nên người ta kinh doanh đất lắm, không nên mua nhiều đất lắm. Cái bộ đà la nó ngăn là cái sự cản trở mà đấy, khi mình mua dễ nhưng mà bán thì hơi khó. Nó vướng mắc nhiều cái vấn đề pháp lý, cơ âm chiếu điền đấy. Cơ âm chiếu điền có trường sinh. Để khi mà mình mà tự xây cái vấn đề đất đai cho mình thì sẽ hơi vất vả. Trường sinh đóng điền, cái giai đoạn đầu nó sẽ khó khăn rất nhiều. Điền có kiếp sát, điền có thiên hình. Ở đây thì có tam hợp, nó có hoa lộc rồi, lộc quyền khoa đào hoa, thì nó thích hợp vấn đề kinh doanh hơn. Vô chính diệu đóng điền thì đôi khi cái xu hướng của mình là đấy, cũng không kén chọn trong vấn đề nhà ở cho lắm đấy. Ví dụ như mình mua lại nhà của người khác thì mình có thể ở để nguyên đó lại và ở trong đó đấy. Nói chung là cũng không kén chọn ở đâu thì cũng được đấy. Mà thiên hình cư điền, thiên hình đà la cư điền thì cái vấn đề không khí ở trong nhà đấy đôi khi là nó hơi áp lực, nó có hơi có nhiều cái nguyên tắc ở trong gia đình đấy ạ. Có một cái gì đó nó không thoải mái được những người trong gia đình lắm. Đà la liên quan đến có thể là nhiều cái mâu thuẫn xảy ra trong gia đình đấy. Trong vấn đề trong gia đình thì nó không được hay cho lắm. Hoặc là nếu mà chúng ta kinh doanh chẳng hạn thì có thể là trong cái đất đai, vấn đề kinh doanh hay là làm những cửa hàng cửa hiệu, nó hay có những cái cãi vã hay có những cái thị phi xung quanh. Tiếp theo về cái hệ thống cung tử tức của anh thì có bộ sao cơm dần thân. Thái âm thì xu hướng là sẽ nhiều con gái hơn, xu hướng là sẽ có đứa con gái đầu đấy. Con gái đầu thì nó hợp cách, còn không nếu mà con trai đấy thì cái tính cách nó lại khá là mềm, đôi khi nó hơi yểu điệu trong con gái đấy, thì nó sẽ hợp cách hơn. Thiên cơ thái âm văn xương đấy, cái đứa đầu thì xu hướng nó cũng cái con người đó nó cũng hơi ít nói đấy. Tuần nóng của mệnh cũng hóa kỵ mà đấy, tùy trường hợp mà nó mới nói thôi. Cuộc sống của nó có phần là cũng hơi kín tiếng, thì cái tính của nó cũng khá là cẩn thận đấy. Nhưng mà cái tính của nó thì dễ gây cái thị phi ở bên ngoài, cái cách nói của nó thì đôi khi là hơi khó nghe đấy. Văn xương hóa kỵ thì uống đời tài hoa, thế nên cái đứa đầu thì cái vấn đề sức khỏe nó cũng hơi kém, bệnh tật nhiều đấy, cơ âm này. Đứa đầu thì có vẻ là giống mẹ hơn, đứa đầu thì nó cũng khôn, nó cũng khéo thôi đấy, nhưng mà đến cuộc sống nó hơi kín tiếng. Cái vẻ đẹp của nó thường cũng khá là xinh, hỷ thần này đấy, hay cười. Đứa đầu thì xu hướng cuộc sống của nó có vẻ là nó cũng hơi âm thầm. Thiên hình chiếu vào cung tử này, xu hướng là đấy, đứa đầu thì dễ bị mổ xẻ trên người, sức khỏe và kém hơn. Rồi là nếu như mà về đứa thứ hai thiên phú tăng môn thì đứa đầu có phải là khi mà mình sinh ra đứa đầu thì cái cuộc sống khó khăn, bắt đầu đến cái đứa thứ hai thì thường là cái kinh tế ổn hơn rất nhiều rồi. Đấy. Và đứa thứ hai thì nó bắt đầu là biết chịu chơi một chút, thiên phú đấy. Tính của thiên phú thì hơi cứng, hơi thô đấy. Thiên thổ mà nó khó thay đổi, nhưng mà cái bọn phú này thì nó được, nó biết nó là cái mẫu người mà ra ngoài thì cũng là cái đàn anh đàn chị đấy. Thiên phú thì cái bộ lệnh mà lệnh tinh mà ra ngoài giao tiếp bên ngoài nó cũng khá là ổn. Thế nhưng mà cái tính của nó thì hơi kiêu một chút đấy, ăn chơi thì đòi những cái đồ khá là đắt tiền. Cái đứa thứ hai thì cái nói chung là nó đứa thứ hai cũng được, nhưng đứa thứ hai thì thường là khá là lãng tử đấy, lãng tử. Cái tính cách của nó đấy, phiêu du lãng tử, nói chung là làm việc có phần là nó hơi hời hợt một chút, làm việc nó không được chỉnh chu, làm việc nó hơi chủ quan. Đứa thứ hai thiên phú, thiên phú thì xu hướng là sẽ là con trai nhiều hơn. Nếu mà có đứa thứ ba thì thường là con trai, đứa ba trẻ là cái đứa mà khá là đẹp trai đấy, khá là đẹp trai, học giỏi, nhưng có thái dương. Đứa thứ ba thì điềm đạm. Nói chung con cái ở đây mà nó có cô thần hóa kỵ này, hóa kỵ cư tứ đấy, bố mẹ con cái sẽ hơi khó hòa hợp với nhau.
Đấy, hóa kỵ nó là những cái bất đồng tư tưởng, bất đồng quan điểm nhiều. Đó cả cô thần nữa, cô thần là cái bộ sao cô đơn đấy. Thế nên là đấy, nó sẽ có sự xa cách, bố mẹ con cái, cung mệnh và cung tử tức nó lục hại với nhau này. Đấy, nó sẽ là cái thế mà người ta đấy, khó gần nhau được. Cô thần này, cô thần nó là cái sự cô đơn đấy. Đấy, vấn đề là con cái, con trong nhà nó cũng ít giao tiếp với nhau, rồi đẻ hay là đẻ xưa này, đấy, cô thần đấy, mà có cái sự xa cách, bố mẹ con cái không hiểu ý nhau đâu. À, thai phụ bệnh phù, nói chung là cơ âm, thái âm thiên cơ thì bọn này nó cũng khôn khéo, nó là cái mẫu người tự lập đấy. Nói chung là mình cũng sẽ không, cũng không phải lo lắng gì nhiều. Thái âm hóa khoa căn quý, nói chung là cũng được. Bộ hoa kỵ cô thần lâm đất bệnh, đấy, vấn đề mình lo về vấn đề sức khỏe của nó thôi. Đấy, bộ thiên côi thai phụ thiên cơ đấy, tuần tuần trung không vong đấy, nó sẽ làm cho cái mối quan hệ nó sẽ có cái sự xa cách, cách trở đi khá là nhiều. Tiếp theo về cái hệ thống cung huynh đệ, huynh đệ của anh thì có bộ cự môn đấy, cự môn hóa lộc này đấy. Mặc dù là vừa có hóa lộc huynh đệ đấy, vừa có cự môn hóa lộc cự môn đấy, anh em mình cũng là cái dân mà kinh doanh buôn bán đấy, cũng là cái người mà ra ngoài kia là cũng khéo léo. Cự môn mà có hồng loan này, nếu mà là con trai con gái thì hợp cách hơn, nhưng mà con trai thì cái tính nó hơi hơi kiểu yếu điệu thôi, cái tính cũng hơi khó chịu này. Đấy. Cự môn hám, cự môn hám gặp triệt rồi, cái cách này cũng thạch trung ngọc ngọc ấy, nói chung là cũng được đấy, không xấu lắm đâu. Đấy. Thế nhưng mà cự môn thì cái người ta đấy, sẵn sàng người ta tranh đấu với mình được. Cự môn là cái bộ sao ám tình mà, đấy. Thế nên là trong cái vấn đề anh em cũng dễ có ha, anh em là dị bảo, đấy, anh em khác dòng. Đế vượng cư huynh đệ cơ mà, đây cái này có hồng loan, huynh đệ trong cái tam hợp có thiên hình đà la, có cả thiên diêu nữa, thiên diêu đạo hồng, xu hướng là có nhiều anh em đấy, thiên la địa võng có đất đế vượng này, đấy, hồng loan tấu thư thiên tài, thiên la địa võng, ở đây đấy hóa lộc mà nó sẽ là cái sự quan tâm, sự chăm lo, nó cũng thể hiện anh em mình là cái mẫu người khéo léo. Đấy, và nó thể hiện là đấy, anh em có thể là quan tâm đến nhau được. Đây nó phát tượng cái cung tật, phát tượng cái cung thiên di. Đây thế nên là có trong cái vấn đề này thì có cái sự liên quan, có thể là mình đi theo anh em mình một thời gian đi xa đấy, rồi sau này lại có cái vấn đề tật của mình có hao phát tượng ở trong cung huynh đệ, đôi khi là mình sẽ phải lo lắng lắng ngược lại cho anh em. Đấy, huynh đệ đây nó có triệt lộ không vong đế vượng, thiên la địa võng, tấu thư đấy, cự môn tấu thư người mà có khả năng viết ăn nói, khả năng viết lách khá là tốt, làm về những ngành thuyết trình thuyết giảng, làm về giáo viên bán hàng sale rất là hay. Có thiên tài đóng ở hệ thống cung huynh đệ, thiên thọ đóng cung điền, trong đó thì có vấn đề liên quan đến đất đai đấy, đất đai anh em khi sợ là vấn đề dễ bị mâu thuẫn đất đai đấy. Tiếp theo về cái hệ thống cung nô bộc của anh, nô của anh có thiên đồng, nô có thiên đồng ấy, thì đặc biệt là người ta rất là thích chơi với những người mà người nào mà thẳng tính một chút, người nào mà cái tính nó hòa đồng một chút, người ta vui vẻ một chút, người ta không nghĩ đến cái lợi ích đấy, thì mình rất là thích chơi với những người đó. Và cái xu hướng là mình chơi với người ta mình rất là hòa đồng, chủ động mình bắt chuyện với những người đó, xu hướng là che chở cho những người có cái thân phận thấp, những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Cái tính bao bọc che chở, rất thích giúp đỡ những người đó. Và nô thiên đồng ấy, thì hầu như là trong cái vấn đề nô bộc của mình đấy, cũng thường là cũng ít có cái vấn đề là người ta đấu đá mình đấy. Người ta hầu như người ta tin mình theo một cái thế là tuyệt đối, nô thiên đồng mà người ta kiểu như người ta sùng bái mình vậy, tin tưởng mình rất là nhiều đấy. Và bạn bè có thể làm nhiều người làm trong những lĩnh vực liên quan đến tâm linh, đến số đó, thứ thiên đồng hám. Nhìn động hám thì đôi khi là bạn bè nó rơi vào cái vấn đề vui chơi hưởng thụ cũng nhiều, bạn bè trong những cái bạn nhậu cũng nhiều. Đấy, nói chung thì bạn bè thì nó vô rất là vô tư. Trong cái vấn đề bạn bè nó cũng khá là thoải mái, hầu như mình không phải đề phòng cái gì nhiều. Mặc dù đây nó có thiên đồng kình dương đấy, thế nên là đôi khi có những người mà cái tính của họ nó hơi khó chịu một chút. Đấy, khi mà say rượu lên thì đôi khi là người ta hay là gây áp lực lên người khác đấy. Kình dương thì nó gây gỗ cãi nhau một chút thôi,
Nói chung là Thiên Đồng thì được cái mối quan hệ bạn bè thì nó vô tư, thế nhưng mà để mà họ có thể giúp mình trong vấn đề về công việc thì hơi khó. Thì đôi khi họ giúp mình ấy, thứ nhất là họ sẽ không cùng cái chuyên môn với mình nhiều, và xu hướng họ cái khi là mình đánh giá là họ cái năng lực không bằng mình đấy. Và thứ hai, nếu mà rơi vào cái cung nô Thiên Đồng ấy thì thực ra cái cách buôn bán thì lại khá là dễ. Thiên Đồng là đứa trẻ mà, có khi là mình sẽ đưa cái gì người ta tin cái đó đấy, và người ta tin mình hết mực đấy. Đấy là một cách mà người ta có thể là kinh doanh buôn bán khá là ổn đấy. Những người ta tin tin tưởng mình rất là nhiều, hầu như là người ta tin mình tuyệt đối đấy. Nhưng mà có quả tú này, nô thì bạn bè có thể là nhiều, hòa đồng được đấy, người ta kết bạn cũng nhanh. Thế nhưng mà đấy, quả tú thì vẫn là cái gì đó cô đơn, ít người tri kỷ lắm, ít người có thể là giải bày được lắm. Và cái người mệnh gặp trệt thế này đôi khi là người ta sẽ giấu đi khá là nhiều cái tâm tư đi, thế nên là cũng rất ít người mà có thể thực sự là để họ thể chia sẻ hết được. Tiếp theo là đến cái hệ thống cung tật ách của anh, tật của anh có thái dương, tật thái dương có văn khúc. Thì đôi khi là cái vấn đề nó liên quan đến, thứ nhất là cái vấn đề là cái cảm xúc. Thì văn khúc cư 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 tật đấy, thì đôi khi cái cảm xúc của mình nó thất thường, đa sầu đa cảm đấy. Văn khúc nó còn liên quan đến cái hệ thống về cơ địa da, nó hay bị vấn đề mấn ngứa các hệ thống về dây thần kinh đấy. Thái dương nó liên quan đến hệ thống thần kinh rất là nhiều đấy. Tật của thái dương là xu hướng trong cái phòng làm việc nó hơi sáng, đôi khi nó hơi chói. Đây là một cái cách nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe cũng nhiều đấy. Xu hướng ở trong phòng làm việc người ta hay thắp hương khói này, nó hút thuốc nhiều này, đây là một cách không hay. Thì đấy là một cách, thường là khu cái trong làm việc này nó khá là trống trải, nhưng mà đôi khi là đấy, hút thuốc nhiều trong đó không hay, trồng cây nhiều nó cũng không hay. Nhưng mẫu người này có thái dương thiên về cái vấn đề về thần kinh, thiên về cái vấn đề về đầu óc, và thái dương nó hay bị đau đầu. Thái dương cư tật hay bị đau đầu, vấn đề là thái dương thường là vấn đề mình với người cha đấy, thường là hay có những cái vấn đề nó không được hay, thường là sẽ hay có những cái lỗi lầm gì đó. Và cái vấn đề sức khỏe của người cha thường khá là kém. Thái dương đi với bộ hóa quyền đấy, cái người ta là cái mẫu người mà có nhiều cái kiến thức, người ta biết chăm sóc cái sức khỏe cho bản thân mình đấy. Thế nhưng mà người ta đôi khi là hơi chủ quan về vấn đề bệnh tật đấy. Và hóa quyền cư cư tật hay mắc về bệnh về hệ thống về huyết áp này đấy, huyết áp về đau đau mỏi lưng, là có đau hệ thống về dây thần kinh tọa đấy, hóa quyền vấn đề về tiểu đường, huyết áp, đào hoa, thiên diêu liên quan đến vấn đề về hệ thống bị thủng bộ thận, thận máu. Sau hao thì hai vị vấn đề dạ dày, diêu hao thì hai vị về cái HP dạ dày. Nói chung là dạ dày nó sẽ có vấn đề. Hao cư tật thì người ta hay mất tiền oan đấy, người ta hay mất tiền vào những cái vấn đề liên quan đến những cái gì nó không liên quan đến cái cuộc sống, không liên quan đến vấn đề về kinh tế đấy. Diêu mà người ta hay thích thích đi chùa chiền cúng bái này, đôi khi là hay mất tiền oan đấy. Và hao đóng tật thì người ta chi tiêu thì đôi khi là đấy, nó không không có điểm dừng, hay bị mất tiền này, như vậy. Liêu niên văn tinh này, có đầu sao mộ này, cái mộ cư tật của thái dương thì đây là cách không hay. Cái mộ cư tật này, trên người nó hay có nhiều cái nốt ruồi đấy, trên mộ cư tật thì có hay có dễ có cái u cục ở trên người đấy, các cái cơ quan cái bộ phận sinh dục nó sẽ có vấn đề. Đào hoa thì xu hướng máu huyết nó sẽ đập thường khá là nhanh, hệ thống của tim mạch nó đập nhanh, vấn đề đó vấn đề về tim mạch thôi, hệ thống về tim động mạch vành. Ở đây thì cung tật nằm ở can canh, canh nằm quẻ chấn, dưới tuất nằm quẻ càn, lôi trên đại tráng. Ở đây thì có xu hướng thì có thể là gặp những cái biến cố, có thể là những cái tai nạn bất bất ngờ, có thể là liên quan đến vấn đề về ngày xưa có thể bị những lần liên quan đến bỏng nước này, liên quan đến những tai nạn lửa điện nó nổ này. Chấn thì liên quan đến hệ thống của chân chân đùi đùi hay có những cái sẹo,
hay gặp những cái tai nạn bất ngờ, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần mộc nữa. Mộc nó bị khắc, mộc nó liên quan đến gan rất là nhiều. Và ở cái hệ thống cung thân thì điếu khách dưỡng, nói chung là lực tồn cư thân thì hay mắc cái vấn đề về sau này phải cẩn thận về cái huyết áp hay là cái mỡ máu cao. Cuối cùng là về cái hệ thống cung thân của anh, mệnh nó là cái hậu vận, còn thân ở đây nó sẽ là những cái giai đoạn về sau, là cái xu hướng còn người ta hướng đến, đó chính là cung thân. Thân ở đây cơ quan đúng không? Đấy, thế này cái con người họ đặt rất nhiều cái suy nghĩ vào công việc. Thế nên là công việc mà tốt đấy, hanh thông thì cái cuộc sống về sau cũng hanh thông theo. Đấy, ở đây thì cái cung quan nó vô chính diệu rồi, và cái cung thân của anh nó cũng vô chính diệu luôn. Đấy, thì xu hướng thì cái thân, cái cung thân của anh thì có phần là nó hơi bất định, nó không có định hướng, nó cũng hơi bất định, nhưng cũng không sao cả. Có địa không chiếu mà đấy, thân thì có cái sự giác ngộ đấy. Và con người ta đấy, càng về giai đoạn cung thân là khoảng 40 trở lại trở đi, ăn cung thân nhiều, xu hướng con người ta bắt đầu là người ta sẽ có mưu cầu cho mình là những cái khoảng thời gian trống nhiều đấy, địa không chiếu, tuần không chiếu, người ta thích những cái không gian trống, mình thích những cái thời gian nghỉ ngơi dành cho những cái đam mê của mình. Người ta thích nghiên cứu về đạo giáo, Phật giáo, nghiên cứu những cái bộ môn mà đôi khi là gọi là triết học đấy, những cái bộ môn gọi là không có thực đấy, đấy. Đôi khi là người ta thích những vậy đấy, người ta thích những khoảng thời gian nghỉ ngơi đấy. Người ta có nhiều thời gian dành hơn cho những cái đam mê của mình. Thân có độc tồn là cái cách mà có cái thiên quý này chứ, thiên quý thiên quan nữa, xu hướng cái sự giác ngộ rất là lớn. Xu hướng người ta về càng về sau ấy, người ta càng có cái xu hướng người ta thích làm những việc tốt hơn, cái tâm của người ta nó càng sáng hơn, cái sự giác ngộ của người ta nó sẽ nhiều hơn. Độc tồn đi với bộ thiên quý, xu hướng người ta hay đi làm việc tốt, phúc đức đấy. Thì cái đó nếu mà chúng ta làm thì nó sẽ giúp cải thiện cái phúc đức của chúng ta rất nhiều. Phúc của chúng ta đang có một sao bạch khổ đấy, phúc bạch khổ là xu hướng ngày xưa này, liên quan đến cái vấn đề sát sinh nhiều cái đời trước. Ở đây thì cũng thân có điếu khách, thân có điếu khách thì xu hướng là mình nếu mà làm những công việc liên quan đến kinh doanh buôn bán hay phải đi, hay điếu khách ở đây là hay đi chơi, hay đi du lịch, hay đi thăm thú các thứ, hay tiếp xúc nhiều vấn đề về khách hàng thì được. Nói chung là điếu khách thì vẫn là một cái nó vui vẻ thôi đấy, người ta càng ngày thì con người ta càng thích cái sự đông vui đấy, người ta lại không chịu được sự cô đơn đấy. Có lộc tồn này, lộc tồn là được cái tiền bạc về sau đấy, của ăn của để đấy. Đấy, lộc tồn thì xu hướng càng về sau thì người ta càng có cái của thôi, thiên quan thiên phúc có thiên quý này đấy, con người ta càng đứng đắn, càng trưởng thành hơn rất nhiều đây. Người ta sống xu hướng càng về sau, người ta càng sống chậm hơn, sống chậm hơn rất nhiều, làm đất dưỡng mà, thân người tâm đất dưỡng đấy, sống chậm hơn, sống hưởng thụ hơn, sống người ta sẽ nhìn lại xem là mình vừa sống vừa hưởng thụ, vừa sống vừa nhìn cái thế giới xung quanh của mình. Cung thân như này thì cũng không phải là xấu đấy, thế nhưng mà đấy, người ta chưa tìm được một cái định hướng nó đúng đắn cho mình, vẫn là một cái vô chính diệu mà đấy, thực ra nó cũng không phải là xấu. Nhận xét chung về cái lá số của anh thì mệnh của anh tướng quân tiến tướng ngập triệt, đây là một cách không được đẹp, cục ấn ngập triệt mà đấy, hai cái bộ sao ấn rồi, tiến tướng hóa khí là ấn gặp cục ấn nữa, thì đấy, vấn đề về công danh của mình, đặc biệt nếu chúng ta theo các cái đơn vị tổ chức hành chính chẳng hạn thì nó hơi vất vả đường công danh đấy. Những cái thứ mà đáng ra là đến miệng còn rớt, cục ấn ngập triệt thì nói chung là nó không hay, mà gặp những cái vấn đề cái tai nạn bất chắc đầu đời nữa đấy, thiên tướng trên sẹo trên đầu nó hay có sẹo. Cung thân của anh thì nó tạm được, cung thân gọi là cái cách mà sao sống an nhàn thôi đấy, người ta sống người ta biết hưởng thụ rồi, sống từ từ, sống chậm thôi thì rất là hay. Tử tham chiếu về nữa, phúc đức của anh thì cũng đôi khi là hơi xấu. Cái phúc đức ở đây nó làm cho con người ta hơi khó được thư thái đấy, đấy hơi khó, mặc dù là mình rất là muốn đấy. Cái vùng thân như này này, thân vô ý nghĩa, đôi khi là mình buông bỏ nhiều thứ gì đấy, thế nhưng mà cái phúc của địa kiếp thì có những thứ nó phải xô đẩy mình, bắt mình phải thực tế thực dụng hơn, luôn luôn nó có những cái áp lực ở bên ngoài, áp lực tâm lý. Tật thế này thì tật có diêu, nhưng mà cung tật này thì cũng tạm được, có hóa khoa hóa quyền ở đây thì nó cũng cứu giải được được khá khá vấn đề. Có đào hoa nữa, chung là một số vấn đề về
máu huyết, chung là huyết áp thôi. Thì nói chung cái thọ trường của anh thì nó cũng tầm ở cái mức độ theo mình thì cũng được tầm trung bình.